Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả của Việt VCV. Quý vị đang theo dõi một chương trình phóng sự đặc biệt được Trọng Thắng tường trình ngay bên trong tòa nhà Quốc hội của tiểu bang Texas tại thành phố Austin. Và trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một số những sinh hoạt ở bên trong tòa nhà Quốc hội của tiểu bang Texas, ông Hubert Võ. Vâng, thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát hình của Đài Truyền hình Việt VCV. Và ngay sau đây, Trọng Thắng xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả ông dân biểu của tiểu bang Texas, ông Hubert Võ. Xin gửi lời chào trân trọng đến ông. Dạ, xin kính chào anh và kính chào quý khán giả của đài. Vâng, thưa anh có thể cho biết được đó là trong ngày hôm nay thì nãy Trọng Thắng có đi vào và thấy được đang có một cái cuộc họp của một cái committee. Thì thưa anh có thể cho quý khán giả được biết đó là cái cuộc họp với cái mục đích gì và có ý nghĩa ra sao thưa? Dạ thưa anh, cái cuộc họp này là một cái cuộc họp của cái committee, cái hội đồng gọi là hội đồng phát triển kinh tế cho tiểu bang Texas. Dạ thưa quý đồng hương, thì trong cái buổi họp hôm nay đó thì có những cái cơ quan khác nhau tới cho biết và cho ý kiến làm thế nào mà để mà có những cái chương trình khác nhau để mà thu hút những cái công ty về tới tiểu bang Texas, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho tiểu bang Texas, và cũng như cái hình thức mà đánh thuế cho những cái tiểu thương mại cũng như cho những cái đại công ty như thế nào anh. Thì trong cái buổi phát cái buổi mà committee hearing điều trăng thì rất là có đông người vô để mà phát biểu những cái ý kiến, hoặc là những cái vị dân biểu hay là thượng nghị sĩ nào khác có những cái bill nào khác mà muốn vô liên quan về vấn đề mà phát triển kinh tế đó, thì họ muốn vô điều trần thì họ cũng vô điều trần trước cái hội đồng này. Dạ thưa anh. Dạ thưa vâng. Và thưa ông là trong cái cuộc điều trần như thế này đó thì sẽ có một cái quyết định, hay là sau khi mà hội đồng lắng nghe hết toàn bộ những cái lời phát biểu của những cái người, những cái công ty và cùng theo là kể cả những cái người dân đến phát biểu, thì họ sẽ mang đến một cái quyết định ngay lập tức, hay là họ sẽ còn phải họp và bàn rồi sau đó rồi mới ra quyết định thưa anh? Dạ thưa anh, thì cái thể thức mà để mà quyết định đi tới một cái quyết định để mà áp dụng cho tiểu bang Texas là một cái hình thức rất là lâu, và cũng như là một cái hình thức mà lúc nào cũng phải có nhiều cái sự chú trọng vô trong đó, chứ không phải là mới nói một sáng một chiều là chúng ta thi hành ngay, còn phải lấy những cái ý kiến và lấy những cái dự kiện khác nhau của tiểu bang hoặc là của những cái công ty liên quan về vấn đề đó, hay là lấy về như là nói về thuế vụ, thì chúng ta phải coi hết của khắp tiểu bang Texas, của những thành phố khác nhau và mới tới một cái quyết định khác nhau. Dạ thưa anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, là hiện nay đó ở trang tại tiểu bang Texas thì cái số lượng người Việt của chúng ta cư ngụ ở tại tiểu bang Texas rải rác từ những cái thành phố lớn như là Houston, Austin rồi qua đến Dallas rất là nhiều, và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cơ sở thương mại mà người Việt của chúng ta làm chủ. Vậy thì trong cái năm 2015 này, trong cái năm mới, thì để phát triển thêm những cái cơ sở thương mại cho những cái người Việt của chúng ta làm chủ, thì tiểu bang Texas có những cái đường hướng, những cái phương hướng nào mà có lợi cho cộng đồng người Việt của chúng ta không thưa ông? Dạ thưa anh, thì trong những năm qua, lúc nào Hubert Võ đã phục vụ trong cái hội đồng này đã khoảng 5 năm rồi, thành ra lúc nào Hubert Võ cũng tranh đấu cho những cái tiểu thương gia ngoài những cái công ty lớn. Dạ thưa anh, thì nói về vấn đề thuế vụ đó là những cái cơ hội mà cho những người tiểu thương gia bớt những cái thuế vụ cho những người tiểu thương gia, để cho họ có thêm một cái ngân quỹ để họ làm việc thêm, mướn thêm người, hoặc là xây dựng thêm một cái chỗ nào, hay là thêm đồ equipment cho một cái cơ sở thương mại họ, để họ có thể phát triển được
thương mại họ mà mở rộng lớn hơn nữa, thì lúc đó lúc nào Hubert Võ cũng ngó vào cái vấn đề thuế vụ cho những tiểu thương mại hết. Dạ thưa anh. Dạ vâng. Vâng, và ngay sau cái những cái committee, những cái buổi mà điều trần họp và cho ý kiến của và lắng nghe những ý kiến của người dân cũng như là những cái công ty mới, thì thưa anh là sau những cái buổi họp này thì kế tiếp thì trong ngày hôm nay thì Quốc hội của Texas có những cái phiên họp nào khác không thưa anh? Dạ thưa anh, thì trong suốt ngày tới tối luôn thì có những cái phiên họp khác nhau, những cái hội đồng họp khác nhau. Như Hubert Võ serve trên ba cái committee. Thứ nhất là cái hồi nãy là cái hội đồng phát triển kinh tế, cái committee thứ hai, cái hội đồng thứ hai là về bảo hiểm. Hubert Võ cũng giữ cái vai trò trong cái hội đồng bảo hiểm đã 5 năm luôn. Nói về bảo hiểm của tiểu bang Texas thì có khoảng mười mấy cái loại bảo hiểm khác nhau. Dạ thưa anh, một cái vấn đề không phải của riêng của tiểu bang Texas nhưng mà trên toàn nước Mỹ khoảng 15-16 cái loại bảo hiểm khác nhau. Thành ra nó rất là phức tạp và nó liên quan tới rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau. Thành ra nói về bảo hiểm là một cái sự học hỏi rất là nhiều. Dạ thưa anh. Và có cái hội đồng khác là cái hội đồng thứ ba mà Hubert Võ serve cũng được 5-6 năm nay, thì là cái hội đồng về lo về quản trị của nguyên cái state capital của tiểu bang Texas anh. Vừa rồi thì thưa quý khán giả là ông Hubert Võ có nói về cái vấn đề bảo hiểm, và đây là một cái vấn đề rất quan trọng và cộng đồng người Việt của chúng ta cũng rất là quan tâm, và đặc biệt là trong cái chương trình Obamacare mà hiện nay đang có rất là nhiều những cái sự tranh cãi. Thì thưa anh là trong cái năm mới này, lúc mà khai thuế cho năm 2014 thì bắt buộc cái người dân của Hoa Kỳ phải có những cái bảo hiểm sức khỏe, vậy thì riêng ở tại tiểu bang Texas này thì cái tình trạng của cái chương trình bảo hiểm y tế của ông Obama nó ra sao và nó có ảnh hưởng gì đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta hay không? Dạ thưa anh, rất là tiếc cái tiểu bang Texas là một cái tiểu bang mà không muốn expand về, không muốn bành trướng về cái lĩnh vực Medicaid. Cái chương trình Medicaid đó, dạ thưa quý đồng hương cũng biết, không phải là ở tiểu bang Texas nhưng ở những tiểu bang khác, cái chương trình Medicaid đó là bảo hiểm cho những cái người mà với một cái mức lương rất là thấp, những gia đình với mức lương rất là thấp, nhất là cái Medicaid về cho các cụ cao niên và cũng như các trẻ em và cũng như các phụ nữ mà với một cái số lương thấp. Cái chương trình Medicaid để giúp về cái vấn đề mà sức khỏe đó. Nhưng mà rất tiếc là tiểu bang Texas không chịu nhận lãnh thêm cái số tiền phụ trội cho cái chương trình Medicaid của tiểu bang Texas anh. Nhưng mà cái tiền đó là cái tiền thuế của người dân trong tiểu bang đó, nhưng mà vì cái một cái lý do chính trị nào đó thì tiểu bang Texas chưa có quyết định là lấy thêm từ liên bang về cái ngân quỹ của Medicaid. Dạ vâng. Nếu mà như vậy thì theo như cái luật liên bang là bắt buộc là người dân phải có một cái chương trình bảo hiểm y tế sức khỏe cho chính bản thân của mỗi người, nếu như không có thì họ sẽ bị phạt. Thế thì trong trường hợp này thì nó sẽ như thế nào đối với cái người dân của tiểu bang Texas khi mà họ đi khai thuế cuối năm? Dạ thưa anh, thì lúc họ cũng phải tuân theo cái luật của liên bang là là phải có cái chương trình của gọi là Affordable Care Act của Tổng thống Obama đưa ra, thì tất cả người dân của tiểu bang Texas cũng phải tuân theo cái luật đó. Dạ thưa anh. Dạ vâng. Thưa quý vị đừng rời máy, ngay sau một số chương trình thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại cùng với những bản tin thời sự, tin tức của Đài Truyền hình Việt VTV, và xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn ông. Dạ, xin cảm ơn.